Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Nguyên ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn con lô mai rất là đẹp ha. Chào anh Nguyên. Chào anh Tấn. Chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có về 30 mấy 40 cây mai dạo Thủ Đức để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị ủng hộ giùm em. Xem kênh Mai Vàng bây giờ ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái này cũng hình thức của em là bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Dạ. Mình mã số 1 ha. Dạ, vô giờ mã số 1 luôn. Cao này 1,5 m luôn anh em ơi. Tán ngang rộng thênh thang. Dạ, tán ngang thì cỡ 1,6 m 7. 1,6 m. Cái tàn ha, tàn do ha. Anh Nguyên dừng lại cho em cái anh Nguyên. Đâu quý vị. Nút nụ ha, quá xá luôn ha. Đặt hết trơn. Tàn thì tròn do nhưng quý vị. Còn tay cành em nó nè. Trời ơi, đặt kẹo luôn ha. Rồi quanh này có chỉ 21 thôi anh em ơi. 21 ha. Dạ, tay cành quanh... đặt luôn. Rồi. Cái này giao luôn như anh. Giao luôn 1,6 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 1,6 triệu được cây mai đẹp luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số ha. 2. Rồi, mã số 2, chiều cao em này. Rồi, cỡ 1,6 m. 1,6 m. Rồi, tán ngang chắc khoảng tầm 1,5 m. Tàn đẹp. À, bên đây lật lá sơ sơ nè, dễ thấy tay cành nè. Có lật vàng lá chân để cho thấy, dễ thấy. Tay cành ha, quyết quyệt không ha. Rồi, anh luồn vô đi. Rồi, báo quanh luôn. 19 luôn anh em ơi. 19 quanh, rồi xe xe. Giao lưu 1,2 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 1,2 triệu được cây mai đẹp luôn. Rồi, rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, mã số 3. Rồi, số 3, cao. Cao anh Tấn cũng muốn. Rồi, tính 1,6 m, dạ. Ngang 1,5 m. Rồi, xây dùm em cái tàn cái anh Nguyên. Đó quý vị, tàn đẹp thấy mê luôn. Rồi, dừng luôn. Rồi, vàng xương. Xương quá xá vàng xương luôn ha. Đặt hết trơn ha. Dạ. Rồi, quanh em nó luôn. Rồi, quanh 20 luôn em ơi. 20 quanh. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Giao lưu này 1,5 triệu anh em ơi. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 4. Này cao dữ nha. Rồi, tính cỡ 1,7 m thôi. Rồi, cao nhưng mà tính 1,7 m nha. Rồi, ngang cũng rộng thênh thang luôn. Quá xá cái tàn ngang luôn. Tàn ngang em này chắc 1,6 m 1,7 m gì đó quý vị. Này cao có, ngang có nha. Rồi vàng xương cũng đặt luôn ha. Quyếp quyệt không ha. Yeah. Rồi quanh. Quanh này 21 luôn anh em ơi. 21. Giao luôn 1,5 triệu luôn anh em ơi. Rồi 1,5 triệu. Hết sức cái tàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo, số 5. Số 5 đây quý vị. Rồi này cao 1,6 m 2,5 m gì á. Tầm đó ha. Dạ, 1,5 m. Rồi tán ngang 1,4 m mà dừng lại anh Nguyên. Cái này nụ gì. Nụ gì đâu mà thấy thương vậy ta. Đặt mày kẹo ở trên ha. Nụ dữ lắm. Cái này nụ thấy thương luôn quý vị. Vàng xương rồi. Rồi vàng xương. Hết sức cái vàng xương luôn. Đó. Quá xá đẹp luôn. Rồi vành. Có đo à. Khóc thân khóc quá khó đo quý vị. Được được. Rồi cái này 20 thôi anh em ơi. Hai, gần 21 mà tính 20 thôi. Rồi. Giao luôn nhiêu đây anh? Giao luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. 1,2 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Cao dữ, cái này tính sao đây anh? Dạ tính 1,7 m thôi anh ơi. Rồi tính 1,7 m chứ cái này cao lắm quý vị ơi. À, nhiều khi ship ra mình ngoài mà cái đọt này nó chút xỉu cũng không mình lấy cắt sao phải không? Dạ. Nhiều khi cắt đó mình tạo lại đọt khác nó cũng vậy. Dày dày hơn ha. Dạ. Dày tụt hơn rồi tán ngang hôm nay chắc khoảng 1,4 m rồi quý vị. Cao theo quá sát cao luôn. Nút nụ thì cũng đang to to nha quý vị. À, nút nụ to to ha. Dạng xương đặt ở trên này nè. Đấy.
dàn xương đặt kẹo. Hoành 20 luôn anh em ơi. 20 hoành. Giao luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. 1,2 triệu dàn xương nè. Hết sức ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7. Rồi cao 1m7. Tán ngang 1m5. Rưỡi chắc có hơn. Tán ngang nè, mặt này hết sức rộng nè. Đó. Rồi dàn xương em nói đây quý vị. À, đặt hết trơn luôn ha. Quanh này 20 luôn anh em ơi. Rồi. Giá luôn nhiêu anh? Giá luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. Ê, 1,4 triệu anh em ơi. 1,4 triệu nhưng quý vị. Rồi, xuống cây. Đây là. Chưa ngay anh Nguyên ơi. Hơi bị nghiêng anh Nguyên ơi. Rồi. Rồi ngay đây ha. Tàn đẹp nè. Mã số mã số 8. Rồi. Cao 1,5 m nhưng quý vị. Tán ngang 1,5 m luôn. Cái này tàn xương ngang xe. Xe nè. Đó. Đây tàn ngang xong. Xe đặt kẹo luôn ha. Quanh 18 anh em ơi. Rồi, có củ đồng tròn ở dưới ha. Dạ, cái này có củ luôn, cái này mai này củ, này củ. Dàn xương đẹp ha. Giao luôn 1,2 triệu anh em ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9. Rồi, số 9 cao 1,6 m vậy. Tán ngang tầm khoảng 1,3 m đến 1,4 m ha. Tàn tròn, cắt tỉa đẹp nè. À, dàn xương nó anh xây xây xíu nữa nè quý vị, dàn xương quá xá đây ha, xương này hơi hướng lên xíu quý vị, gì bẻ nghe ra dạ. Quý vị hoành này 23 anh em ơi. Rồi 23 hoành, hoành to ha dạ. Đế có đế luôn á, có đế luôn, có đế, đế luôn nhưng quý vị đế cũng gấp vòng luôn, đế còn to to không à. Giao lưu anh tiểu tư anh em ơi, này dễ to không à. Rồi xuống cây. Rồi mã số 10. Rồi mã số 10 em này nó cao tầm 1m7. Tán ngang chắc 1m6. Hết sức cái tán ngang. Cái này cũng xương tàn tàn ngang nè. Rồi dàn xương nè quý vị. Dàn xương này đâm ngang không ạ? Dù anh em nào mà thích tàn ngang thì mấy cái này với mấy cái lùng lực nãy. Đó, hết sức dàn xương ha, đẹp ha. Rồi, vành em nó luôn. Hơi to đây. Quanh này 21 anh em ơi. 21 ha. Dạ. Đo xe dưới thì nó tầm khoảng hôm nay mà đường. Cái này để dây lại cái. Rồi giao luôn nha anh. Giao luôn này 1,5 triệu anh em ơi. Rồi 1,5 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 11. Rồi 11 này cao tầm 1m7. Tán ngang khoảng 1m4. Tàn đặc. Nút nụ to nha quý vị. À dừng anh nghe. Nút nụ to lắm quý vị. À còn do còn do ha. Rồi dàn xương ở dưới rồi quý vị ơi. Dàn xương nè. Quá xá dàn xương ha. Cái này, này mai này có củ cho bá luôn. Có củ luôn hả? Dạ, có củ nó dấp vòng luôn. Nghe không? À củ còn do ha. Rồi cái hoành nó khoảng nhiêu đây anh? Đồ hoành nè. Hoành 18 anh em ơi. Rồi. Giao lưu này có 1 triệu anh em ơi. Củ đồng giò ở dưới luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 12 phải không? 12. Rồi mã số 12. Cao 1m7. Tán ngang tầm 1m4 đến 1m5. Tán ngang nè quý vị. Xây xây xíu nè anh Nguyên. Đó quý vị, tán ngang khoảng tầm 1m4 đến 1m5 ha. Dàn xương nè. Này có đế để đo hoành cái gì, hồi quay cái dàn xương cho quý vị xem nhưng quý vị. 21 hoành anh em ha. Có đế luôn ha. Có đế luôn này luôn, đế luôn. Để em dắt vòng hết trơn nè. Rồi cái này cũng giao luôn có 1 triệu luôn anh em ơi. Để khoan đây coi nha, dần. Đây quý vị, đó dàn xương đẹp ha. Đây có đế đẹp luôn.
1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 12 nha quý vị. Rồi tiếp tục là mã số 13. Rồi mã số 13. Này cao 1m6. 1m6 cao. Tán ngang 1m4. Đây, dàn xương đó quý vị. Dàn xương cũng đẹp luôn ha. Này cũng có đế luôn, dắp vòng luôn. Có đế luôn. Đế hôm nay luôn. Cộng nào hôm nay bị chán. Hoành này 18 thôi anh em ơi. Rồi, đế nè, đế nè, đế nè. Đế dắp vòng ha. Dạ. Giao luôn cũng có 1 triệu anh em ơi. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 13 nha quý vị. Rồi, tiếp tục là mã số 14. Rồi mã số 14 này cao tầm 1m6. Tàn cắt tỉa đẹp. Kính luôn ha, tàn kính luôn. Tán ngang chắc khoảng 1m6 luôn quý vị. Tàn kính mít ha, tàn rộng ha. Dàn xương hết ý luôn. Dàn xương này đặt kẹo. Đặt kẹo luôn. Quá quýp luôn. Rồi, quanh em nói luôn quý vị. Tay cành đẹp thấy mê ha. Quanh 19 thôi anh em ơi. 19 thôi, đo ở trên cũng vậy nha. Trên dưới chắc, dưới chắc 20. Giao luôn như đây anh. Giao luôn triệu tư anh em ơi. Rồi triệu tư, rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 15 quý vị. 15. Cao quá xá cao. Nhưng mà tính 1m7 nha quý vị. Dạ đúng rồi, tính 1m7 thôi. 1m7 dễ giao lưu toàn quốc cho quý vị nha. Tán ngang quý vị xem nè, dừng anh Nguyên. Đó, tán ngang này chắc khoảng 1m5, 1m6 à. Dàn xương hết sức luôn ha. Cái này cũng có đế không? Cũng đế luôn ha. Dạ. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 21 anh em. 21 ha. Rồi, quý vị giao lưu triệu 3 anh em ơi. Xem xíu xíu nữa cho quý vị xem dàn xương anh Nguyên. Dạ. Đó, dừng lại ha, mặt này có lặt lá nè. Đó. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 16. Rồi, mã số 16 tán ngang khoảng tầm 1m5 nha quý vị. Cao lấy 1m7 thôi, chứ cây này ở ngoài hơn 1m7 nhiều. Rồi, chậm chậm đợi em nha anh Nguyên. Đó, quý vị xem dàn xương em nói nè. Xương đặt hết trơn ha. Hoành này cũng 23 anh em ơi. 23 ha, hoành to ha. Dạ. Giao lưu nhiêu đây anh? Này giao lưu 1 triệu 2 luôn anh. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp luôn. Mười mấy giờ? Mã số 17. 17. Rồi mã số 17 này ngang tầm 1m6. Cao tính 1m7 luôn. Chứ nó hơn ha. Dạ đúng rồi, nhiều khi ba cái này cái có mấy cây mà hàng quýt được. Đấy. Ta cành cũng đặt ha, từ dạ. Trên xuống ha. Rồi, hoành luôn Nguyên ơi. Quanh 18 anh em ơi. Rồi, giao lưu như đây anh? Cái này giao lưu hơn 1 triệu thôi anh em. Rồi, 1 triệu nha quý vị. Mã số vừa rồi là 17 hay 18 quên rồi. 17. 17 quý vị ơi. 17 ha. 1 triệu. 1 triệu. Rồi, mã số 18. Rồi, mã số 18 này cao 1m7. Tàn thông cắt tỉa đẹp. Tán ngang rộng. 1m6 đến 1m5. Rồi dàn xương đặt kẹo ha. Đó, dàn xương quý vị. Hoành này 23 luôn á anh rồi, em ơi. Rồi, hoành to luôn. Dạ, dàn xương này đều. Hết sức dàn xương này luôn. 1,5 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Hình như 19 phải không anh? 19. Rồi 19. Dàn xương quá ha.
À, cao 1m7 nha quý vị, tán ngang 1m5 nha. Dàn xương đặc ha, hết sức dàn xương quý vị. Rồi hoành 19 luôn anh em ơi. Rồi, 9 à. Rồi xây xây luôn. Giao luôn nhiêu anh? Giao luôn 1.3 luôn anh em ơi. Rồi 1.3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 20. Rồi 20 này cao 1m7 quý vị. Tán ngang em này chắc 1m3. Tán ngang em này hơi nhỏ xíu em 1m3. Ê dàn xương em nói nè. Xương đế này cũng có đó. Rồi hoành luôn Nguyên ơi. Hoành 20. Giao luôn nhiêu anh? Giao luôn 1 triệu anh em ơi. Rồi 1 triệu. Mã số 20. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 21. Rồi 21 này cao tầm 1m6. Tán ngang 1m4. Nút nụ thì bị chản. Đây nút nụ đặt hết trơn nha quý vị. Bự bự luôn ha. Đó. Cái này cũng tàn ngang luôn anh em ơi. Dù ai thích tàn ngang là tay cần bắn ngang. Dạ, ngang bắn không ngang ha. Vì khỏi khỏi bẹ. Khỏi kéo ra ha. Dạ. Rồi cho cái hoành luôn anh. Rồi hoành 20 anh em ơi. Rồi 20 hoành. Rồi giao luôn 1.3 anh em ơi. Rồi 1.3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 22. À 22 này tán ngang 1m5, cao 1m7 nha quý vị. Đó, cao 1m7 ha. Đây dàn xương đặt kẹo luôn. Hết sức dàn xương ha. Rồi hoành luôn nghe. Hoành 18 anh em ơi. Rồi. Giao luôn 1 triệu luôn anh em ơi. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 23. 23 này cao 1m6. Tán ngang 1m5. Rồi xây xây cái tàn. Đó, cái tàn kính mít ha quý vị. Tàn kính ha. Này cái này cũng có cái cũ. Có cái cũ hả? Để coi dàn xương trước rồi qua cái cũ sau nha quý vị. Dàn xương thì đặt kẹo hết trơn ha. Rồi có cũ tròn tròn nè. Rồi cho cái hoành lên nghe. Hoành 16 anh em ơi. Rồi 16. Rồi giao luôn như anh. Giao luôn 1.2 anh em ơi. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 24. 24 này cao 1m6. Tán ngang cũng cỡ tầm 1m6 đến 1m5 nha quý vị. Rồi dàn xương cho nó. Dạ, à, cá xương ha. Xương to đó nè. Hoành này 21 anh em ơi. Rồi 21. Giao luôn 1.2 anh em ơi. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây, lên cây mới luôn. 25. Rồi 25 này cái tàn quá xá luôn ha. Quá xá to luôn. Rồi cao tầm 1m7 nha quý vị. Tán ngang chắc cũng khoảng 1m7 đến 1m8 rồi nha quý vị. Đó, tán ngang hết sức luôn ha, dàn xương. Vậy thấy dàn xương trong không? Ồ, khích rịch luôn. Ở dưới cũng vậy nha. Đó, quá khích luôn ha. Hoành luôn, như đây. Hoành 23 anh em ạ. 3 hoành. Giao luôn nhiêu đây anh? Giao luôn này 1.5 triệu luôn anh em ơi. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 25 1.5 triệu. Rồi tiếp tục luôn.
Rồi mã số tiếp theo 26 ha anh. 26. Rồi 26 cao 1m6, tán ngang 1m5. Tàn cắt tỉa đẹp. Rồi dàn xương ở dưới nè. À, dàn xương đặt ha. Rồi hoành luôn anh. Hoành 21 anh em ơi. Rồi 21 hoành. Giao luôn nhiêu anh? 1 triệu 3 anh em ơi. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây. Đây là linh dưỡng, đây là đựng linh đó. Linh vô trong. Rồi mã số tiếp theo 27 ha. Dạ 27. 27 này cái hoành ở dưới to à quý vị. Dạ. Dốc nở. Rồi cao 1m7 nhưng quý vị tán ngang 1m6 ha. Rồi xem dàn xương luôn nha quý vị. Rồi xây 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 Nguyên ơi. Quý vị xem dàn xương em nói ha. Đó bên đây lạc lá sơ sơ rồi nè. Đó dàn xương cũng phân bố đều ha. Rồi này đo khúc trên đi. Hoành em nói chứ để khúc dưới nó nhiều bự lắm. Đó trên 23 đó, 23 chứ dưới là nó phải 27 à. Nở dưới đế nở. Dạ góc này nở dữ lắm. Tự thấy nó nở. Rồi giao luôn nhiêu anh? Giao lưu này có 1.4 triệu anh em ơi. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống cây. Rồi lên cây mới luôn. Rồi mã số 28. Rồi mã số 28 này tán ngang khoảng 1.5 m quý vị. Cao thì tầm 1.7 m nha. 1.7 m cao. Tàn kính nè. Rồi cho cái hoành hồi quay dàn xương sao nha quý vị. Hoành 20 anh em ơi. 20 ha, xây xây dàn xương. Xây dàn xương đâm ngang, mấy xương này xương ngang. Rồi giao lưu nha anh. Rồi giao lưu của anh 1.4 triệu anh em ơi. Rồi 1.4 triệu ha. Rồi xuống cây. Xuống cây anh em ơi. Rồi lên cây mới anh Nguyên ơi. Rồi lên. Anh không nổi. Rồi mã số 29. 29 này ngang 1m5. Cao 1m7. Đó dàn tàn nó đây. Dàn chản ha, cũng kính luôn ha. Dàn xương. Dàn xương đẹp măng ngang không? Xương đẹp ha. Rồi hoành 19 anh em ơi. Rồi 19 hoành. Này giao lưu cũng có triệu hơn em ơi. Triệu ha anh. Dạ. Triệu được cái mai đẹp luôn quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn 30. Dạ 30. Rồi 30 cao 1m7. Tán ngang 1m5 nha quý vị. Xíu nữa anh Nguyên. Rồi dừng. Rồi cho em cái hoành em nó luôn. Hoành 19 anh em ơi. 19 ha. Rồi giao lưu như anh. Này giao lưu 800k thôi anh em ơi. 800.000. Mã số 30. Xuống cây. Rồi lên cây lên Nguyên ơi. Rồi mã số 31. 31 thì tán ngang thì tầm 1m6. Cao thì 1m7. Cây này cái tàn đặc nè. Tàn bự. Gốc ở dưới cũng bự luôn. Đó. Hết sức cái tàn luôn. Rồi tay cành trong. Mắng ngang không? Tay này cũng xương ngang ha. Tay cành trong đặt kẹo ha. Dạ. Hoành này bự nè. Hoành này chắc có 2 mấy. 2 mấy đây. 22 mấy rồi. Thôi tính 52 thôi. 2 ha. Dạ. Vậy mà thấy bự rồi. Dạ. Ừ mà đo ra thấy có 22 ha. Tại xây xuống dưới là phải hơn. Tại cái này cũng không khai thác nữa. À, cái này giao luôn như là giao luôn 1.4 triệu anh em ơi. Rồi 1.4 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 32. Tàn hơi lùng lùng. Dạ, vụ mấy này ai thích chơi chậu đâu. Rồi tàn này thì cao chắc tầm khoảng 1m2 quý vị. Tán ngang thì nó khoảng 1m3 ha. Tàn gọn gọn lùng lùng nè.
dàn xương. Dàn xương đẹp á ha. Xương đều. Xương trải đều ở trên, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên giống nhau. Đều luôn ha. Rồi, vành luôn. Vành này 18 anh em ơi. Rồi, 18 vành giao luôn như vậy anh. Giao luôn 1 triệu luôn anh em ơi. Rồi, 1 triệu được thay cành đẹp. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 33. Rồi, 33 này cao tầm 1,5 m nha quý vị. Tán ngang cũng khoảng 1,3 đến 1,4 m ha. Và cây này đặc biệt hơn mấy cây khác. À, dừng anh Nguyên. Cái này... quý vị, cắt tỉa quý vị thấy ở ngoài là đây trống trống là nút nụ đặt hết trơn luôn ha. Đặt hết à. Rồi, dàn xương trong nè. Rồi, cho cái hoành em nói luôn. Cái hoành chắc đo anh bỏ cành nhất ở dưới đây nè. Đâu tính cả là đo dưới. Bỏ cành nhất đi đo. Rồi, quên 19 anh em ơi. Ở trên là 19 đó quý vị. Yeah. Không có tính cái tay cành nhất, tay cành nhất thì đo vậy không có đo được. Giao luôn nhiêu đây anh? Xương lực không? Dạ. Giao luôn 1,2 triệu anh em ơi. Rồi, 1,2 triệu rồi, xuống cây. Mấy này mấy? 4. Rồi, mã số 34. Rồi, 34 cao tầm 1,6 m. Tán ngang tầm cũng 1,6 m đến 1,5 m ha. Rồi, dàn xương. Quanh 18 luôn anh em. Quanh nhiêu anh? 18. 18 hả? Cái này cũng giao luôn 1 triệu luôn anh em ơi. Đó, 1 triệu quý vị. Dạ. Có cái củ tròn tròn dưới luôn ha. Có để cái củ luôn. Rồi, xuống cây anh. Rồi, mã số 35, mã số cuối của clip ha. Thì cảm ơn quý vị ha, rất là nhiều đã dành cái thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Nguyên nha quý vị. Rồi quý vị xem, nếu mình chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi mình tiếp tục cho cây 35 nha quý vị. Cây 35 này thì cao khoảng tầm 1,7 m. Tán ngang thì rộng thênh thang đẹp. Nó cũng cỡ tầm 1,6 m nha quý vị, tán ngang á. Rồi dàn xương trong em nói nè. Rồi hoành em nói luôn ha. Hoành 21 anh em ơi. 21 hoành. Này cũng giao lưu có 1,2 triệu thôi anh em ơi. Rồi 1,2 triệu, cây cuối giá yêu thương luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình vào video tiếp theo. Xuống cây. Rồi còn có mình nè, mấy anh em kia đi đâu mất hết rồi.